Vâng, đây là sau khi cái trận lũ kinh hoàng đi qua này thì bên em có tháo ra và xử lý lại cho anh em. Những cái dòng xe mà nó đã bị ngập hết như thế này nhá thì phải tháo hết toàn bộ cái này, cái áo ghế nguyên bản, cái zin theo xe này, tháo ra và giặt lãi hoàn toàn như này để nó sạch và hết nước bên trong và không có mùi hôi đấy nhá cho anh em này, để sau này khi anh em sử dụng về sau này nó an tâm. Ở đây cái con xe này thì bên em tháo ra hết toàn bộ lại luôn, anh em có thể thấy đây là những cái lọc gió này, và để lâu là cái này nó sẽ ngấm hết vào bùn đất ở trong này này đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, và như con xe này thì rất là may mắn là khi mà bị ngập thì anh chủ đã tháo được các quy ra và không ngập bên trong. Thì cái này con này chỉ cần thay lại dầu và kiểm tra lại xem nước có ảnh hưởng đến động cơ không thôi. Còn lại bên trong xe này anh em có thể thấy là tháo ra lại hết toàn bộ và vệ sinh, anh em có thể thấy sau khi vệ sinh các khe kẽ này xong vệ sinh sạch lại như mới. Các những các cái giắc điện này sẽ được xì lại hết, xì khô và bảo dưỡng lại hóa hoàn toàn. Đây anh em có thể thấy đây là nguyên bản cái chiếc xe này tháo ra hết ra sẽ như này. Đấy, tháo ra tránh sơn như này để em vệ sinh lại hết hoàn toàn nha cho anh em nhé. Đây, từ những cái dây bảo hiểm này, anh em có thể thấy là vệ sinh lại sạch hết từ trong những khe kẽ này luôn, và tháo hết ra toàn bộ để mà vệ sinh lại những chi tiết, những cái giắc điện như này này thì vẽ tháo phải tháo ra hết này để mà xì khô hết bên trong này. Đấy, xì khô hết lại như cái này để đảm bảo từng cái giắc điện một là sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ cái này là con này bên em đang thợ, bên em đang thi công và đang lắp là trở ngược trở lại rồi. Để hoàn thiện, để kiểm tra lại những cái lỗi xem nó còn có mắc cái lỗi gì nữa không. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất là xử lý một con xe như này rất là lâu, và để đảm bảo cái tính an toàn cho hệ thống điện và những cái hệ thống hộp ấy thì kiểm tra lại hết toàn bộ nha anh em nhé. Đấy, anh em mà có xử lý lại những con xe như thế này thì chú ý là tìm những gara uy tín để mà xử lý lại cho nó đảm bảo an toàn cho xe của mình. Cảm ơn anh em.